chủ nhân Hitwayback Home hội ngộ tân binh VIPOP Doi Nguyễn, vi rùa khiến hội chị em đổ gục. Hình ảnh sao nam đình đám pop xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều mùng 7 tháng 1 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chiều mùng 7 tháng 1, nam ca sĩ nổi tiếng pop sau, chủ nhân Big Hit, từng khiến cả làng giải trí châu Á xôn xao Wayback Home đã bất ngờ có mặt tại Việt Nam. Theo đó, sau hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất với sự chào đón nồng nhiệt của các fan. Bên cạnh đó, tân binh VIPOP, Doi Nguyễn cũng bất ngờ có mặt tại sân bay để chào đón sau. Vừa xuất hiện tại Việt Nam, sau đã tỏ ra vô cùng gần gũi, thoải mái giao lưu cùng fan. Bên cạnh đó, chủ nhân Hitwayback Home cũng vui vẻ, bắt tay trông vô cùng thân thiết với Doi Nguyễn. Chính điều này cũng khiến các fan dần dần khi hai sao nam điển trai cùng xuất hiện trong một khung ảnh. Ngoài ra, netizen cũng đoán ra đoán non sự xuất hiện của sau tại Việt Nam, đồng thời đặt nghi vấn liệu rằng anh chàng sẽ có sự kết hợp với một nghệ sĩ VIPOP nào đó hay chăng. Được biết, Doi Nguyễn là tân binh của VIPOP khi debut với vai trò solo tại thị trường âm nhạc Việt Nam hồi tháng 10/22, dù chỉ mới debut. Song anh chàng đã tạo được ấn tượng mạnh với giới chuyên môn lẫn khán giả, từ ngoại hình, giọng hát cho đến phong cách trình diễn sân khấu. Bên cạnh đó, Doi Nguyễn cũng đang là một trong 12 nghệ sĩ tham gia đấu trường The Heroes 2022. Qua từng vòng thi, Doi Nguyễn dần thể hiện được năng lực, từ đó trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu quán quân của cuộc thi. Sau là một DJ producer nổi tiếng pop, anh chàng đã phát hành EP với tư cách là một nghệ sĩ solo vào ngày 27 tháng 6 năm 2018. Và ca khúc nổi đình đám trên thị trường là Wayback Home cũng chính là một phần của EP này.